bị một tràng vỗ tay cho thí sinh Esther Zabra với số bao danh 9876 với nhạc phẩm Ly Cà Phê Vang Mê của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Xin mời em. Cà phê như muốn nói, nói cùng em câu gì? Ly cà phê như muốn hát, hát cùng em xuân lòng lên, bay theo làn khói vẽ tình yêu mong manh. Anh mơ đêm xanh hay mùa xuân đang về. Esther Zapra vừa hoàn tất xong phần dự thi của mình. Rung hả? Vẫn còn rung hả? Hát gì mà còn rung gì nữa. Xin mời giám khảo Phương Hồng Quế. Nãy em nói em rung nhưng mà em rung. Có phải không? Dạ. Thấy rằng em hát có nội lực, giọng mạnh, tốt lắm. Tuy nhiên có vài những cái chỗ mà nó không có được rõ lời lắm á. Thì mình cố gắng mình hát cho nó rõ lời. Mặc dù là mình lên cao nhanh, bất cứ lúc nào mình cũng cần phải rõ cái lời một chút. Thì có những cái chỗ mà cái lời nó hơi dính dính vô nhau đó, thì cái đó là em cần khắc phục. Tuy nhiên cái giọng của em với lại cái cách trình diễn của em thì chị thấy rất là tốt nha. Dạ em cảm ơn. Chúc mừng em. Và xin mời giám khảo Đồng Sơn. Cái giọng em hát bài này á, theo anh á, là em hát rất là tới. Và em chọn bài này khá đúng do cho em đó. Nhưng mà anh chỉ có một cái phê bình cho em là gì? Khi anh nghe đó, anh nhắm mắt lại anh nghe thì anh nghe rất là đã. Nhưng mà anh mở mắt lên thì thấy em đứng như nè, đứng yên như nè, không có một cái diễn tả gì hết. Đây là một cái bài nhạc về Tây Nguyên, đúng không? Dạ. Em phải quằn quại lên, em phải ngầu lên mới được. Dạ. Chứ em thụ động quá thì hiện giờ giọng hát của em là em hát cái bài này tốt, nó chỉ làm cho em trên trung bình thôi, nó chưa làm cho em mà hoàn hảo giống như anh mong muốn. Ngoài ra anh rất là thích cái giọng của em, cái giọng rất mạnh, những chỗ cao lên rất tới, không bị phô mà lên rất là thẳng. Đó là cái điều mà anh rất là thích ở em. Okay. Dạ em cảm ơn. Và xin mời giám khảo Thiên Nguyễn. Anh thì đúng, anh khác cái chị Hồng Quế là như vậy. Trình diễn của em nó chưa có tới.
em có thể em làm tốt hơn nữa. Và cái bài này thì đúng như anh Sơn nói là đúng với cái chất giọng của em, nhưng mà cũng hỏng có tới với cái bản thân của em á. Có nghĩa là em còn hơn đó nữa, nhưng mà giống như cái kiểu là em cái giống vậy thôi, có kiểu em chưa có tập kỹ vậy đó. Cái giống như là em cũng cứ nghĩ là như vậy là được rồi, hay đại khái là như vậy. Nhưng mà em vẫn hoàn thành tốt. Nhưng chẳng qua đây là anh thấy riêng cái bản thân của em còn được làm nhiều hơn nữa. Và anh mong em nếu được thì trình diễn quằn quại hơn nữa, khóc lóc van xin được giỡn thôi, không phải khóc lóc nhưng mà quằn quại thôi. Hôm nay thí sinh hơi run chút xíu. Cái phần mà quằn quại vô trong mình mới làm đúng không em? Hôm nay mình thử audition thôi mà, nhá hàng chút xíu vậy thôi, đúng không? Đúng, nói đại đi. Dạ. Có gì anh chịu trách nhiệm cho. Xin mời giám khảo Hồng Đào. Dạ, hồi nãy khi mà thấy chị em hát đó, chị ngồi chị nghe, trời không biết thí sinh này nó ăn cái gì mà giọng nó mạnh dữ vậy không biết. Nó chắc nó ăn ớt nhiều, ăn gì nó giọng quá mạnh luôn á. Lên xuống này kia rất là mạnh, rất là vững. Nhưng mà em có một cái điều chị rất đồng ý với anh Đồng Sơn á, là khi mà nhắm mắt lại thì cái giọng của em nó kinh khủng, nó vang rồi nó nội lực, nó làm ép tim mình luôn á. Nhưng mà khi mở mắt ra thì em không có diễn. Chị nghĩ có lẽ vì em quá rung và em biết không, mình không có thoải mái, mình không có relax, mình bị căng cứng quá. Chị thấy hai cái vai em nó cứng ngắc rồi nè. Và cái kiểu giống như là thôi để tôi hát cho mọi người nghe cái giọng tôi hay như thế này mà không có diễn. Chị có cái kinh nghiệm nè em ạ. À, mỗi lần mà mình ra sân khấu đó, mình nghĩ là mình sẽ làm cho thật là hay, mình căng thẳng thì cuối cùng đó mình không có thành công. À, mình phải nghĩ như nè, mình ra mình relax, mình thoải mái, mình làm nhẹ nhàng vui vẻ tự nhiên, thì tự nhiên cái đó nó sẽ đưa đến một kết quả không ngờ. Cho nên lần sau chị nghĩ là cái giọng em thì quá mạnh rồi, như mọi người đã nói, lần sau nhớ relax. Thả lỏng cơ thể, cái vai rồi cái đùi, biểu rồi cảm khuôn mặt nữa. Cái mắt nữa, cái mắt phải biểu cảm lên. Em cứ nhìn đúng một chỗ à. Dạ. Lông mi thì dài nhưng mà nhìn đúng một chỗ. Dạ nha. Dạ. Giống như anh Tim nói nè, quằn quại lên, khóc lóc lên. Dạ. Dạ. Ok. Cảm ơn chị. Thí sinh của tôi, chúng tôi đã hứa là giờ nếu được vào vòng sau sẽ rất quằn quại. Và dạ, xin mời giám khảo Hồng Đào cho điểm ạ. Yes. Xin mời giám khảo Phương Hồng Quế. Yes. Mời giám khảo Đồng Sơn. Như anh đã nói là cái giọng hát của em, cái bài em hát cái bài này là trên trung bình là anh cho em 6 điểm. Nhưng mà vì anh quá yêu thích cái giọng em, anh cộng thêm 2 điểm nữa cho nên là thành 8. Yes. Yes. 3 cái yes rồi. Ta có cần nghe anh Tim không? Dạ có. Có hả? Dạ. Em muốn á. Dạ xin mời giám khảo Tim Nguyễn. Nhưng mà em warning một cái là nếu mà vòng sau mà chị vẫn giữ cái trình độ, cái giọng như vậy là bảo đảm là chị sẽ không được vô nữa nha. Mình hứa đi, hứa liền đi em. Cho hứa. Nên lần này em cũng sẽ yes cho chị. Một thí sinh nữa đoạt perfect 4 cái yes từ 4 vị giám khảo. Chúc mừng cho em.